Tiki Aloha Cove. Aloha mai. Welcome aboard. Covid. Tại vì ấy còn vài ngày nữa là Tép sẽ đi Hawaii để đi làm. Thì bây giờ mình phải đi thử, tại vì Hawaii là nó bắt mình phải thử để xem là có bị bệnh hay không để mình đáp chuyến bay qua bên đó đó. Thì mình không có bị phải bắt lại để cách ly ha. Ok, thì bây giờ Tép sẽ đi. Tép có cái hẹn là bao nhiêu mấy giờ ạ? 4:45. 4:45. Bây giờ là ba giờ rưỡi rồi. Bây giờ mình đi ha, mình lái xe từ đây xuống dưới đó tầm khoảng nửa tiếng. Đây. Ngày hôm qua đi thử thì nói chung lái xe đi thử Tép cũng không có quay được gì hết. Tại vì khi mà thử á, thì bỏ cái cây lên lỗ mũi quậy quậy quậy. Sau đó thì kiểu giống như là bỏ vô cái bịch. Rồi họ nói là trong vòng 24 tiếng đến 48 tiếng thì họ sẽ cho mình biết. Cái đó em lấy luôn mà. Anh ô. Cho mình biết kết quả. Những cái này là Tép mới mua ở Walmart hôm nay. Wrap and go back. Và cái này là mấy cái tăm bông Q-tip. Này Tép mua 2 cái. Cái này là kẹo. Kẹo ha. Tép mới có pack được có mấy cái à. Thì là Tép sẽ đi pack đồ. Vì cái lý do khi mà đi ra sân bay Tép không có quay được nhiều, lý do là tại vì trong cái mùa dịch bệnh này đó, khi mà mình đi ra sân bay á, thì họ kiểm tra này nọ rất là nhiều. Và bây giờ thì Tép cũng sẽ chia sẻ với mọi người về khi mà mình đi qua bên Hawaii thì mình cần sẽ làm những cái giấy tờ gì trước ha. Thì giống như Tép lúc đầu chia sẻ với mọi người đó là Tép phải đi thử bệnh xem là mình có bệnh hay không, là trong vòng 24 tiếng họ sẽ cho mình biết cái kết quả. Sau khi mình biết cái kết quả xong thì mình sẽ lấy cái kết quả đó để mình gửi cho cái tiểu bang Hawaii. Rồi mình cho họ biết là mình mua vé máy bay ở đâu, rồi ở khách sạn như thế nào, và mình không có bệnh khi mình đến sân bay á. Thì mình kiểm tra giấy tờ, họ sẽ kiểm tra giấy tờ mình có đầy đủ hết. Rồi họ sẽ cho mình đeo cái sợi dây màu hồng giống như Tép đang đeo bây giờ. Đó là cái giấy tờ mình cần phải làm trước khi đi qua Hawaii ha. Nếu như mình không có làm những giấy tờ đó thì khi mình đến Hawaii thì họ sẽ khi đến sân bay á, thì họ sẽ bắt mình cách ly 10 ngày ở Hawaii. Rồi họ mới cho mình đi ra ha. Vì vậy là trước khi đi thì mọi người nên nhớ kiểm tra dịch bệnh và làm tất cả những giấy tờ xong xuôi hết, để khi đi đến sân bay thì mình không có cần phiền phức làm những cái giấy tờ nữa. Thank you.
lố hơn. Tép đã tới Hawaii rồi. Bây giờ là đi lấy xe, sau đó mình sẽ về khách sạn. Hôm nay Tép không có quay gì được nhiều hết trơn, tại vì là đi máy bay á, nó có nhiều cái check. Khi mà về đến hotel rồi Tép sẽ kể cho mọi người nghe ha. Bây giờ là Tép sẽ đi ra lấy vali nha. Vali đây. Hawaii. Chào mừng mọi người đến với Hawaii. Aloha. Aloha. Bây giờ là Tép đã mướn xe xong và đã vô ngồi tới trong xe luôn, hết hết pin rồi. Người nó thật sự rất là mệt luôn. Aloha, welcome to Hawaii. Yep. Aloha. Aloha.